Thân lá cây xạ đen hòa bình khô, địa chỉ bán xạ đen uy tín. Đặc điểm nhận biết cây xạ đen hòa bình, như chúng ta đã biết xạ đen là một trong những vị thuốc không thể thiếu trong các bài thuốc dân gian nhằm hỗ trợ điều trị các bệnh về ung thư như gan, phổi. Ngoài ra nó còn có tác dụng thanh nhiệt, giải độc tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể. Chính vì vậy, xạ đen được xếp vào danh sách những dược liệu có hàm lượng chất kháng ung thư cao nhất thế giới với nhiều công dụng hỗ trợ chữa bệnh khác nhau. Nó còn được mọi người truyền tai nhau và biết đến loài cây này như một vị thuốc thần thánh và được rất nhiều người ưa chuộng tin dùng. Và để hiểu rõ hơn giá trị mang lại cũng như đặc điểm cách dùng của cây dược liệu thần thánh này ta hãy đọc bài viết dưới đây nhé. Cây xạ đen có tên khoa học là Celatus hindersi Trong văn gian còn gọi là cây bách giải, cây bạch vạn hoa, cây đồng chiều hoặc cây ung thư. Ngoài biết đến là cây có tác dụng phòng ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh về ung thư, Sả đen còn có tác dụng ổn định huyết áp đặc biệt là huyết áp cao, hỗ trợ điều trị sơ gan, men gan cao, viêm gan bể, giúp thanh nhiệt cơ thể, giải độc gan, mát gan, hạ men gan, hỗ trợ điều trị các bệnh viêm nhiễm, bệnh tiểu đường, máu nhiễm mỡ, giảm đau, tăng sức đề kháng cơ thể, giúp ăn ngon miệng, ngủ ngon giấc. Cây xạ đen phân bố nhiều ở các nước như Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Myanmar. Loại cây này thường mọc ở độ cao từ 1.000 đến 1.500 m. Ở nước ta thì cây này lại được phân bố ở các tỉnh miền núi như Hòa Bình, Ninh Bình, Thừa Thiên Huế và một số vườn quốc gia như vườn quốc gia Cúc Phương, vườn quốc gia Ba Vì, Tam Đảo. Thân cây xạ đen là loại cây leo thân gỗ có chiều dài từ 3 đến 10 mét và chúng thường mọc thành bụi rộng khi còn non thân cây không có lông nhưng đến khi trưởng thành cây lại có rất nhiều lông. Thân cây sẽ dần chuyển từ màu xanh nhạt sang màu nâu rồi màu xanh thẫm. Lá cây xạ đen Lá cây có đầu nhọn với phiến lá có hình bầu dục xoay ngược và mọc so lệ nhau. Mép lá có 7 cặp gân phụ và không có răng cưa, các mặt lá cũng không có gân như phần thân. Cố lá cây ngắn từ 5 đến 7 mm, lá cây thì không dụng theo mùa như các loại cây khác. Hoa cây xạ đen, chủ yếu mọc thành trùm ở nách hoặc ngọn cây. Cánh hoa có màu trắng, tinh khôi cuống hoa ngắn khoảng 2 đến 4 mm ra hoa vào khoảng cuối mùa xuân đầu mùa hè. Quả cây xạ đen Quả cây xạ đen nhỏ có dạng hình trứng dài khoảng 1cm đặc biệt mọc thành từng chùm với nhiều cuống dài khi khô sẽ tự tách ra làm ba mảnh và có hạt bên trong màu hồng. Cây kết quả vào tầm tháng 8 đến tháng 12. Xạ đen có mấy loại? Xạ đen có một loại duy nhất tuy nhiên nếu xét nhóm xạ nói chung thì xạ đen có hai loại chính là cây xạ đen và cây xạ vàng. Cây xạ đen có thể dùng làm thuốc chữa bệnh và được ứng dụng rộng rãi trong y học còn xạ vàng cũng được dùng làm thuốc nhưng ít dùng hơn. Chính vì vậy khi điều trị bệnh bạn nên lưu ý tránh nhầm lẫn giữa các loại xạ khác. Cách nhận biết cây xạ đen Cây xạ đen tươi thì sẽ dễ nhận biết hơn là khâu bởi ta đã biết đặc điểm của loại cây này. Cây xạ đen tươi có thân dày hơn là thấn xạ vàng màu cũng sẫm hơn, lá cây thì có màu xanh đậm có sắc tím. Khi phơi khô thì thân cây vẫn có sắc đen và có mùi thơm nhẹ, còn cây xạ vàng có màu trắng nhạt, không mùi. Khi phơi khô lá cây xạ đen vẫn sẽ giữ được sức dẻo không giòn và dễ vỡ vụn như xạ vàng. Thu hoạch cây xạ đen Ở bất kỳ thời điểm nào trong năm ta cũng có thể thu hoạch được lá cây xạ đen còn đối với thân cây thì người ta thường thu hoạch thân cây già bởi lúc này dược tính của cây sẽ cao hơn và đạt hiệu quả tốt hơn trong quá trình ta sử dụng. Cách chế biến cây xạ đen Sau công đoạn thu hoạch chính là công đoạn xử lý chế biến. Sau khi hái về ta lại bỏ đất cát bụi bẩn rồi để ráo nước, cắt thành từng đoạn đem ra phơi nắng hoặc đi sấy khô. Để đảm bảo không bị mốc, hư hỏng ta cần phải đảm bảo xạ đen đã được phơi sấy khô hoàn toàn rồi mới đem đi đóng gói bằng túi nơ lộn sử dụng dần tránh để những nơi ẩm ướt sẽ làm hư hỏng ảnh hưởng đến chất lượng cũng như công dụng của nó. Thành phần hóa học trong cây xạ đen Xạ đen có chứa các thành phần hoạt chất chính đó là máy từng folon A, quý non, flavonoid và saponin triterpenoid. Đây đều là những thành phần góp phần mang lại những giá trị to lớn cho cây xạ đen trong y học. Những tác dụng của cây xạ đen trong nền học việt nam nói riêng và thế giới nói chung đã đặc biệt quan tâm cũng như nghiên cứu về công dụng của loại thảo dược này đặc biệt trong lĩnh vực hỗ trợ điều trị các bệnh về ung thư chính vì vậy cây dược liệu này đã được đánh giá rất cao trong việc phòng ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh về ung thư hãy cùng chúng tôi tìm hiểu kỹ hơn về công dụng đặc biệt của cây dược liệu thần thánh này nha tác dụng giúp hỗ trợ điều trị ung thư của cấy xạ đen bệnh ung thư hiện nay doc coi như là căn bệnh hiểm nghèo vô phương cứu chữa do đó việc phát hiện ra căn bệnh này đồng nghĩa với việc cận kề cái chết tuy nhiên với sự phát triển của y học hiện đại việc phát hiện ra các cây thuốc có tác dụng phòng ngừa và hỗ trợ điều trị các căn bệnh ung thư đã đem lại hiệu quả vô cùng cao một trong những phát hiện đó phải kể đến cây xạ đen là phát hiện gây đột phá của ngành y dược một loại cây mà có khả năng chống lại quá trình oxy hóa ức chế sự phát triển của các gốc tự do bảo vệ cơ thể khỏi tác nhân gây ung thư và hạn chế sự lan rộng của các tế bào ung thư trong cơ thể đồng thời còn có khả năng ngăn ngừa tai biến mạch máu não giúp tiêu hóa tốt ăn ngon hơn có giấc ngủ sâu hơn Tác dụng của cây xạ đen trong việc hỗ trợ điều trị sơ gan, viêm gan, ngày nay do ảnh hưởng từ việc uống rượu bia, hút thuốc, ăn nhiều đồ ăn dầu mỡ. Ăn đồ ăn cay nóng hay dùng quá nhiều thuốc tây cũng là tác nhân gây ra các bệnh về gan như viêm gan, sơ gan, gan nhiễm mỡ, men gan cao. Những căn bệnh này không chỉ gây nguy hiểm cho tính mạng con người mà nó còn có thể lây lân ra các bộ phận khác trên cơ thể. Cây xạ đen còn có tác dụng tăng cường sức đề kháng cho cơ thể và chống lại các tác nhân gây bệnh cây xạ đen liệu có tốt cho bà bầu. Mặc dù là dược liệu quý có tác dụng rất tốt đối với nhiều đối tượng nhưng lại không tốt cho bà bầu bởi trong nhựa cây có một số thành phần không tốt cho thai nhi, chính vì vậy những người phụ nữ đang mang thai hoặc đang cho con bú thì nên hạn chế dùng cây xạ đen. Một trong những nguyên nhân chính khiến người bệnh sử dụng cây thuốc nhưng không đem lại hiệu quả như mong đợi là do mọi người không dùng đúng cây xạ đen do vô tình dùng phải cây xạ đen giả. Chính vì vậy mọi người nên lựa chọn những đơn vị uy tín thuộc địa bàn huyện Lương Sơn. Hòa bình vì chỉ ở đây cây xạ đen mới có tác dụng tốt nhất trong phòng chống và hỗ trợ điều trị các bệnh về ung thư về gan. Để mua được xạ đen chất lượng đảm bảo liên hệ ngay hotline 0976 836 586 để được tư vấn miễn phí. Dược liệu hòa bình xin cảm ơn và hẹn gặp lại!